Xin chào các bạn, để tiếp tục với những video về bộ PS4 Pro dành cho những bạn mới chơi thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo một tài khoản PSN Thái Lan. Và lý do vì sao chúng ta phải tạo một tài khoản PSN Thái Lan là bởi vì nó sẽ giúp ích cho người chơi ở Việt Nam rất là nhiều. Đầu tiên là cách tạo một tài khoản PSN Thái Lan thì nó vô cùng đơn giản và ít xảy ra lỗi. Cái thứ hai là chúng ta có thể thanh toán được bằng một số những thẻ ngân hàng, ví dụ như là Shinhan Bank chẳng hạn. Và cái thứ ba đó chính là các bạn có thể sử dụng được thẻ PSN Plus 12 tháng SEA. Ok, còn bây giờ là cách tạo tài khoản PSN Thái Lan. Đầu tiên, để cài đặt được một tài khoản PSN, các bạn phải kết nối Internet cho bộ PS4 Pro trước. Chúng ta sẽ vào mục Setting. Các bạn kéo phần xuống Network và chúng ta sẽ lựa chọn mạng. Ở đây thì mình đang chọn Wi-Fi hoặc là các bạn có thể chọn mạng dây đều được. Rồi, chúng ta lựa chọn mạng Wi-Fi. Ok. Lý do vì sao mà không phải điền mật khẩu là bởi vì mình đã từng kết nối mạng Internet với bộ PS4 này rồi. Rồi sau đó chúng ta sẽ thoát ra ngoài và các bạn vào phần Login Setting. Sau đó chúng ta sẽ chọn ở phần User Manager. Đó. Các bạn sẽ vào phần Create User. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ ấn chấp nhận những điều khoản của Sony. Tiếp theo bước này thì chúng ta sẽ ấn Next. Ở đây thì các bạn sẽ đăng nhập vào một tài khoản khi chúng ta đã có sẵn rồi. Còn nếu mà các bạn chưa có thì các bạn sẽ ấn vào phần New to Play Sun đây. Chúng ta sẽ tạo một tài khoản mới. Ok. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ tạo một tài khoản Thái Lan. Thì phần này các bạn sẽ lựa chọn đó chính là Thái Lan. Ok. Ngôn ngữ thì chúng ta cứ để ngôn ngữ tiếng Anh. Còn ngày tháng năm sinh ở đây thì các bạn nên nhớ là lựa chọn ngày tháng năm sinh đúng của mình hoặc là của người thân của mình để tránh sau này sẽ có một số những việc các bạn muốn thay đổi tài khoản hoặc là cài đặt một số những cái thông số trong tài khoản thì chúng ta có lưu ý nhớ lại những ngày tháng năm sinh này thì rất dễ. Nhớ là phần năm sinh này các bạn hãy lựa chọn sao cho năm sinh của chúng ta đủ 18 tuổi nha. Rồi, sau đó Next. Ở đây thì các bạn hãy nên nhớ là ghi đúng như của mình nha. Đầu tiên là về city, thành phố thì chúng ta sẽ lựa chọn là Watana. Rồi, ở dưới này thì chúng ta cũng lựa chọn là Watana. Ở phần postcode này chúng ta sẽ nhập như sau. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ nhập mail đăng nhập này, mật khẩu này. Ok. Hãy nhớ là nhập mail đúng của mình nha. Khi điền xong mail và mật khẩu thì chúng ta sẽ ấn Next. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ lựa chọn Avatar. Ok. Tiếp sau đó thì sẽ hiện ra một bảng thông báo này cho chúng ta. Đầu tiên thì các bạn sẽ lựa chọn phần Online ID. Phần Online ID thì sẽ có một số những gợi ý cho các bạn ở phần phía bên phải này, khung bên phải đó. Thì chúng ta sẽ lựa chọn một ID sao cho phù hợp. Rồi, sau đó là first name và last name. Các bạn lựa chọn. Ok, sau đó các bạn ấn Next. Ở đây thì chúng ta cứ ấn Next thôi. Rồi, phần này thì các bạn sẽ ấn chấp nhận. Ok. Và sang tới bước này thì PlayStation sẽ gửi một mail xác nhận vào địa chỉ mail mà bạn vừa điền ở trên. Và nếu như chúng ta nhận được mail, các bạn sẽ ấn xác nhận và quay lại bảng này, chúng ta sẽ ấn vào Already Verify ở đây. Đó. Còn nếu như chúng ta chưa nhận được mail thì các bạn sẽ ấn vào phần Cannot Verify thì PlayStation sẽ gửi lại cho chúng ta. Và chúc các bạn thành công.
Và vừa rồi mình đã hướng dẫn các bạn cách tạo một tài khoản PSN Thái Lan dành cho các bạn mới chơi PS4. Và nếu thấy video này thú vị thì các bạn có thể like hoặc là comment ở phần bên dưới để bên mình có thể biết được. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Theo dõi nhiều hơn các clip bằng cách nhấn nút subscribe bên dưới các bạn nhé.